Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Chân thì bị tai nạn giao thông, còn cái đốt sống cổ là do ngồi làm việc nhiều, nó bị đi bác sĩ nói là nó bị ảnh hưởng đốt sống cổ, nó làm cho cái lưng nó đau không khó chịu. Là cái chân thì là bị té, bác sĩ đi chụp phim thì bác sĩ nói là bị tràn dịch khớp gối, đi lên cầu thang là đi một chân rồi một chân nhấc theo chứ không đi đi hai chân như bình thường được, cứ một đi một chân là một chân này kéo lên đó, như vậy là ngồi xuống dậy rất là đau, phải chống cái tay vậy ngồi xuống lên. Không ngồi được. Đi thế hả? Trời ơi, như người tàn tật đấy hả? Khó vậy hả? Rồi thì đi xuống thử xem. Khó lắm. Bây giờ chị đi xuống thử xem. Đi vậy luôn. Thì hai chân thì nó đau lắm. Không đi được. Dây cái khe thần kinh khe ngón 4-5, nghiêng cái ngón tay, mọi người nghiêng ngón tay lách vào cái khe á, và chúng ta nhớ là phải cắt móng tay. Rồi dây vào thần kinh ngón 4-5, hết tay này thì chúng ta sẽ dây tay bên kia, mỗi lần là dây 15-20 cái. Trước khi bật ngũ bội tâm tinh, chúng ta bẻ cái chân lên cho nó mềm ra, cho mềm cái sợi gân cơ ra. Chạy phăm phăm rồi Hà ơi. Hà ơi, ngon quá rồi nha. Trời ơi, sung sướng tao. Quá sung sướng. Em ở Nha Trang bị té, bị chấn thương hay khớp gối này. Đi chụp phim thì bác sĩ bảo là cái xương không có gãy, nhưng mà cái khớp gối nó bị tràn dịch. Cho nên đi lên cầu thang phải đi một chân thôi. Một chân còn lại thì lấp theo. Hai chân thì to, nó không bằng. Hai cái cua gót nó không có bằng mà lệch. Sau khi bấm thì thấy đo lại lệch. Nó hai cái chân, cái gót nó bằng. Mình nhầm. Mình thấy ra đỡ. Mà giờ ngồi xuống đứng dậy thì sao? Giờ ngồi xuống đứng dậy nó dễ. Chắc là lẽ xuống gì đó. Rồi đứng dậy. Đó, thử tính. Rồi đứng dậy. Ok. Rồi Hà ơi. Rồi. Trời sung sướng tao. Sau khi bấm thì chữa bệnh bằng cái phương pháp này thì em đi cầu thang được, không phải lết một chân như hồi trước. Từ ngày bị tai nạn tới giờ 9 tháng nay em toàn đi cầu thang, đi một chân và cứ một chân nhấc lên. Bây giờ thì đi được rồi. Má rồi. Thấy nó thoải mái. Rồi xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Khỏe. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.